Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9.99 đồng cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hành 24/7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. Nguyên Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Đọc Báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, trước hết muốn chia sẻ với quý vị chút xíu về cái chuyện mà Covid. Thì ở trên Facebook và Internet người ta cũng xôn xao cái chuyện là bây giờ đảng và nhà nước đó, là khi mà có những cái quyền lợi gì mà có nhắm mà có lợi cho phe nhóm của mình á, thì đẩy ra ngoài Bắc. Còn trong miền Nam thì chịu thiệt thòi. Thì người Việt, dân Việt Nam người ta rất là nhạy bén, người ta có những cái câu như thế này: khi xưa đất nước chia đôi, Sài Gòn thân Mỹ, thủ đô thì thân Tàu. Bây giờ có vaccine vào, thủ đô chọn Mỹ, hàng Tàu thì nhường Nam. Đảng ta rất là sáng suốt. Rất là sáng suốt. Tôi thì cũng liên quan tới cái chuyện đó, thì tôi thấy trên Facebook của tôi đó, người ta có gửi tới một cái câu, có một người ta viết một câu mà chúng tôi nghĩ rằng là phải nói là rất là thực tế. Đó là đảng ta, các cán bộ lãnh đạo đảng ta rất là sáng suốt. Và nhân dân ta rất là từ xưa giờ luôn luôn lắng nghe và làm theo những cái ý kiến sự lãnh đạo của đảng. Bởi thế kỳ này, nếu mà các cán bộ lãnh đạo đảng trích vaccine loại nào thì nhân dân sẽ trích một loại đó mà thôi, không có trích loại khác, không nghe lời phản động mà trích loại khác, cứ nhiệt cứ phải đúng cái loại mà các cán bộ lãnh đạo đảng trích loại nào. Thế rồi đề nghị đi, họ đề nghị là tổng bí thư, thủ tướng, rồi chủ tịch quốc hội và đặc biệt là ông chủ tịch nước á, là trích cái loại nào. Thế khi mà trích á, để cái chai thuốc bên cạnh để cho ta biết, thí dụ như là Pfizer hay là Covax hay là cái loại của Trung Quốc hay loại của Nga, trích loại nào, các đồng chí lãnh đạo trích loại nào để cái chai thuốc bên cạnh cho mọi người thấy rõ. Anh phải đàng hoàng nha, phải đàng hoàng, anh phải bơm cái ra và anh trích ngay trước mặt người ta, chứ không phải anh trích một cái mà anh để cái chai thuốc mà người ta không tin. Và nhân dân thì sẽ rất là sáng suốt, họ sẽ làm theo 100%, họ làm theo cái sự lãnh đạo của đảng. Họ thấy chủ tịch nước trích loại nào họ chỉ trích loại đó mà thôi, họ không theo trích loại khác, họ không nghe lời mới cứ bỏ phản động anh ạ. Nhưng mà vấn đề này thì anh biết là nhà nước dư sức làm được cái chuyện đó. Đối với cộng sản mà bây giờ người ta vẫn để cái lọ là thuốc, đó là thuốc của Trung Quốc. Tôi chích thuốc của Trung Quốc nè. Nhưng mà trong ruột á thì nó bỏ vaccine của Mỹ, bố ai mày biết. Nếu vậy là phải mời ông bác sĩ Mỹ qua. Cho nên anh làm cái việc đó là anh còn tạo điều kiện cho đảng và nhà nước trở thành những kẻ ma mảnh và gian dối nữa. Anh thấy cái vụ mà Formosa thấy không? Ra ngoài biển đứng tắm, vẫn ăn cá biển, bố ai biết cá nào. Thì bây giờ vẫn chích đấy, cái lọ thì là cái lọ là của lấy từ trong cái ông tiêm á, lấy từ trong thuốc trong cái lọ đó ra vào ạ. Lọ đó cái nhãn á thì là nhãn Tàu. Nhưng mà nhiều khi cái ruột á nó là vaccine của Mỹ. Bố ai mày biết được. Không biết được. Đảng ta tài tình lắm. Đảng ta là đang trắng thành đen, đen thành trắng. Đảng ta là nó kinh khủng lắm. Anh đừng có vẽ đường với hưu trời. Anh được tạo môi trường cho đảng và nhà nước. Thế nhưng mà tôi vẫn đồng ý cái quan điểm của cái người mà bỏ lên trang Facebook cái câu nói đó. Tôi rất là đồng ý. Nó nhất định nhân dân ta từ trước đến giờ vẫn tin vào sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng. Cho nên mà lãnh đạo đảng trích loại nào thì mình chỉ trích loại đó mà thôi, không trích loại khác. Đừng có nghe lời mấy cái bọn phản động, đừng có nghe lãnh Hoàng Tuấn này mà trích loại này loại kia nhé. Nói như thế bây giờ là con của đảng viên á đi du học thì con nhân dân cũng phải đi du học hết. Đúng rồi. Nó hơi căng. Thôi bây giờ á, tôi ngoài cái chuyện này muốn chia sẻ chút xíu nữa là chúng tôi vẫn xem về VTV4 đó, thì người ta có cái tiết mục là câu chuyện văn hóa. Bây giờ người ta nói một cái đề tài cũng rất là hay là mày biết tao là ai không? Rồi. Nó trở thành một cái câu nói mà rất là quen thuộc. Mà thưa quý vị thì cái đó nó dành cho những người hay có là mày chức, biết bố tao là có chức, có quyền và có tiền. Thì thưa quý vị cái điều đó nó trái khuấy ở cái chỗ và nó buồn cười ở chỗ như thế này. Chỉ có cái văn hóa xã hội chủ nghĩa, văn hóa cộng sản nó mới phát sinh ra những cái loại người như thế. Tức là người cộng sản người ta bảo là người ta là chính quyền của nhân dân, người ta tranh đấu về nhân dân.
Nhưng bây giờ những người mà cứ mở miệng ra mày biết tao là ai không á, là cán bộ đảng viên và những người có tiền, dĩ nhiên là cũng phải dựa thế. Thì cái văn hóa cộng sản, văn hóa xã hội chủ nghĩa là một cái văn hóa nó rất là xa rời quần chúng. Nó mới xảy ra chuyện đó. Mà người ta đưa lên đó, người ta nói là những người túi đầy tiền nhưng mà là không hề có văn hóa. Đó, người ta phê bình nặng như thế và nêu tên luôn. Và người ta đưa những cái người mà có tiền, có trình độ nhưng mà khiêm tốn, sống một cuộc sống mà có giúp ích cho nhân loại, cho xã hội, cho nhân quần á, thì ta đưa hình ảnh là Bill Gates nè, rồi đưa hình ảnh của ông của bên là ông tỷ phú ông Warren Buffett nè, rồi những người tỷ phú của thế giới, những người mà thành công đó, mà trong khi đó không có hình ảnh nào của Việt Nam cả. Thì cái câu chuyện văn hóa đó, thì nhân đây thì chúng tôi thưa với quý vị, từ cái chuyện mà mày biết tao là ai không đó, nó cho chúng ta thấy được một cái suy nghĩ là lố bịch, kịch cỡm, hách dịch. Thì cái văn hóa đó đó nó ra tới nước Mỹ. Và chúng tôi xin thưa với quý vị để quý vị thấy rằng là người ta gọi là văn hóa đại gia. Việt Nam có những đại gia sang Mỹ, thì sang bên này đó vợ con thì ngồi khoe khoang, mua giỏ sách bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền. Nhưng mà có chuyện này xảy ra nha, có một gia đình đón một phái đoàn bên Việt Nam sang là đại gia, bởi vì bạn ngày xưa mà. Thế thì khi đón phái đoàn nó xong thì người vợ nói với người chồng, từ nay về sau tôi cấm cửa, không cho bất cứ một thằng bạn nào của ông gọi là đại gia bước vào cái nhà này. Lý do là khi sang đây người ta đãi rất là đàng hoàng, mua rượu rồi thức ăn ngon lành. Thưa quý vị, những người đại gia sang xứ Mỹ qua nhà người ta ăn uống ngồi phía sau nhà đó, ngoài đây có cái sân sau đó, ném rác đầy xuống dưới, hút thuốc lá rồi là ăn xương rác đầy. Nhưng mà cái tệ hại hơn nữa là khi uống bia uống rượu vô, khi đi vệ sinh nó không hỏi chủ nhà là phòng vệ sinh ở đâu, đi ra tất cả các bụi cây của người ta. Rất là tệ hại. Và người vợ nói với người chồng, từ nay về sau tôi cấm cửa, không cho bất cứ một thằng bạn nào của ông gọi là đại gia Việt Nam mà bước chân vào cái nhà này. Và không phải một gia đình anh. Thì qua chuyện này để chúng tôi thấy, thưa quý vị như thế này, quý vị nào đã từng vỗ ngực xưng tên mình là đại gia, có tiền bên Việt Nam, mình sang Mỹ đó, thì mình phải sống cho nó có văn hóa chút xíu. Tôi thấy là cái này nói như chung không phải chỉ của Việt Nam không, mà tôi nghĩ cái chuyện này nó là văn hóa xã hội chủ nghĩa. Tức là những cái quốc gia, nó từ cái lý thuyết nó sinh ra cái chuyện này, là tại vì bây giờ người ta đưa rất nhiều những cái hình ảnh. Việt Nam cũng dĩ nhiên tệ hại rồi, nhưng mà thế giới người ta chú ý nhiều đến Trung Quốc. Những người, những người dân Trung Quốc ra ngoài cũng vậy, để ăn cắp, ăn trộm, đi máy bay thì ăn cắp từng cái vật dụng ở trên máy bay, lật vặt ở trên máy bay, rồi đeo tai, rồi hách dịch, rồi vô khách sạn cũng vậy, ăn cắp từ cái khăn lông, từ cái xiên, cái muỗng, cái chén ở trong đó, vân vân và vân vân. Rồi đi ăn uống thì dành nhau, nhất là ăn buffet thì dành nhau, vân vân. Thì những cái ảnh đó chúng tôi nghĩ rằng nó chung ấy, nó cái văn hóa, nó là văn hóa xã hội chủ nghĩa. Dạ vâng. Nhưng mà như thế này, tại vì anh vừa nhắc tới, chúng tôi xin lỗi quý vị chưa đi đọc báo nhiều, là tại vì anh Hoàng Tuấn anh cứ lan man chuyện này, chỉ không cho phép chúng tôi phải đối đáp chuyện kia. Chúng tôi, tại vì tôi thì tôi không nghe cái câu nói là, tôi chưa bao giờ nghe cái câu mà mày biết bố tao là ai không. Yeah. Có câu tôi nghe nhiều hơn là mày biết bố tao là ai không. Thì tôi nghe nói như vậy, thì có một người ở hải ngoại này, người ta nghe câu nói đó người ta rất là bực mình, nhưng mà người ta bảo mình phải đối đáp làm sao, mình có biết nó là ai đâu mà biết bố nó là ai. Thì ta kể câu chuyện, có một lần có một cái người như vậy cũng đi ra ngoại quốc, rồi mà đến cái chỗ quầy bán vé máy bay đó để mà ra sắp chỗ đó, thì không biết làm sao, biệt quên cái tình huống câu chuyện, sao cái cô mà nhân viên thư ký đó cô cũng biết được tiếng Việt, hoặc là có hiểu được tiếng Việt, hoặc là cái người kia nói bằng tiếng Anh hay tiếng Nga gì hay một nơi nào đó ở bên Đông Âu. Thì bực mình, cho nên anh này cũng quen thói ở Việt Nam, mày biết bố tao là ai không. Thì cái cô thư ký đó, cái cô nhân viên của cái hãng máy bay đó, cô mới gọi nói trên lớn trên loa, chúng tôi đang cần quý vị giúp đỡ, ở đây chúng tôi có một người không biết bố mình là ai, quý vị có thể biết tên mình nhưng mà không biết bố mình là ai, thì quý vị có thể giúp đỡ được không. Thì người đó sượng mặt. Thì thế quý vị, cái chuyện này nó xảy ra ở Việt Nam ngày hôm nay, mà nó là những cái chuyện quái đản đối với người Việt sống ở hải ngoại, nó là những cái chuyện quái đản đối với tất cả những người không lố bịch. Lố bịch, ta không thể nào ta tưởng tượng là những người mà đi ra ngoại quốc, thì như anh Hoàng Tuấn vừa nói là đại gia mà, dù sao đấy, nó cũng sắm đồ bộ vest đấy nhỉ, cũng có tiền túi và cũng xỉn sang, mà đi đâu cũng tưởng mình là bố người ta.
tới nhà người ta ăn uống thì mất vệ sinh, bừa bãi. Thì hy vọng là những cái chuyện như thế này thôi, nếu mà các đại gia thì chắc không biết có xem chương trình này nhiều không, nhưng mà nếu mà các đại gia có tình cờ xem chương trình này mà nghe chúng tôi nói chuyện như vậy thì nên sống cho nó đàng hoàng tí, cho nó ra con người tí, xứng đáng là con người tí. Và nhất là dù sao đi chăng nữa, quý vị cũng đi đâu, người ta quý vị thế nào, người ngoại quốc người ta cũng hỏi quý vị đến từ đâu, quý vị là người nước nào, quý vị nói là người Việt Nam thì làm cho chúng tôi đỡ tủi hổ, đỡ mắc cỡ. Rồi thế thì chúng tôi xin lỗi mà hơi mất thời giờ chút xíu. Rồi bây giờ như thế này, về cái chuyện Covid đó, thì bên Việt Nam người ta phun thuốc đó. Thì mỗi nơi có mỗi cái hoàn cảnh riêng. Đối với xứ Mỹ thì ngày xưa quý vị biết là trải qua một giai đoạn cũng rất là kinh khủng, nhất là bên New York, nhưng người ta không có phun thuốc và người ta không có phong tỏa, người ta chỉ là cách ly ở nhà, và ví dụ đi ra đi mua sắm á thì phải đeo khẩu trang và đứng cách xa. Và ví dụ như là đi mua, đi vô một cửa hàng nào đó, người ta giới hạn số người. Còn bên Việt Nam thì là phong tỏa. Nhưng mà có những thế này, cái chuyện mà phun thuốc bây giờ người ta yêu cầu là không phun khử khuẩn ngoài trời, phun ngoài trời và phun vào người đó, do kém hiệu quả và ảnh hưởng tới sức khỏe. Và đó là công văn của Bộ Y tế gửi tỉnh thành phố. Thì báo Tuổi Trẻ người ta có hỏi ông này, ông tên là Nguyễn Huy Nga, nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng Bộ Y tế, người đó có chiến từ rất sớm, cho ông này cũng không đồng ý cái việc mà phun thuốc như thế. Nhưng mà chúng tôi rất là thích cái cách giải thích của ông ấy. Ông nói như thế này, ông nói là cái con virus mà Covid đó, nó nằm ở trong họng, trong tị hầu của người mắc, của người mắc bệnh đó. Khi người đó ho khạc hắt hơi thì virus nó mới bắn ra ngoài. Trong buồng kín, giọt bắn lơ lửng trong không khí một thời gian, còn khi rơi ra môi trường nắng gió thì sẽ làm cho con virus này nó chết đi. Rất là nhanh. Nghe cũng hợp lý. Rất nhanh. Và cái câu này chúng tôi thích nhất nè. Nó rơi xuống đất sẽ có con vi khuẩn ở trong đất chộp sơi ngay. Thế mới là hay. Đây là một cái kiến thức về y khoa mà chúng tôi nghĩ rất là mới. Là trong đất nó có những cái con vi khuẩn mà nó đợi con vi khuẩn nó bay ra, nó chộp, nó sơi liền. Đấy, đó là rất là hay. Và vì lý do này hầu như không có virus trên đường phố. Virus cũng rất nhỏ, giọt phun khó trúng. Tức là khi mà phun thuốc như thế thì trong cái suy nghĩ của vị này là cái giọt nó phải trúng con virus thì nó mới chết được. Chứ còn tại vì nó nhỏ quá, phun nó không có trúng, thì mình cũng chả biết là trúng hay không. Thì tôi đề nghị là lần sau khi mình đi phun mình có cái kính để mình nhìn thấy con virus. Còn không thì mình, chúng tôi thấy trong này hình ảnh nè, binh chủng hóa học của Bộ Quốc phòng đó, cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm cái công việc mà phun thuốc để mà khử trùng. Thì chúng tôi đề nghị trong bên Bộ Quốc phòng đưa bộ đội đặc công hay là những đơn vị bắn tỉa vào trong cái đơn vị này. Bởi vì bắn tỉa đó là nó bắn là chính xác. Chứ còn bây giờ nói với ông bây giờ phun như thế thì chả biết nó có trúng hay không. Tại vì phải trúng con vi khuẩn thì nó mới chết ra nè. Còn không trúng. Nhưng mà có một cái là ổng cũng lo hơi xa, bởi vì khi mà con nó xuống đất á thì có vi khuẩn trong đất nó chộp nó sơi rồi. Cho nên là chúng tôi rất là tán đồng ý kiến là không có phun. Vì phun như thế là cái hóa chất đó nó làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Nhưng mà cái hay, chúng tôi cảm ơn ông, chúng tôi học được một điều là trong đất nó có những con vi khuẩn mà cái con nó bay xuống thì nó sơi liền tại chỗ. Thì chúng tôi cũng phải nuôi con vi khuẩn đó hả? Gọi phone. Chúng tôi sẽ nói chuyện với các bác sĩ ở vùng chúng tôi đang sống, những người mình nghiên cứu về bệnh, để xem từ ở Mỹ nó có cái con vi khuẩn này hay không. Nếu không, đề nghị là phải sang Việt Nam lấy cái giống vi khuẩn đem về nuôi, thả đầy dưới đất, để mà nhớ mà chúng tôi có ho ra một cái thì có con này nó sơi liền để đỡ anh hả? Không, nếu mà có con đó thì đâu có phải để dưới đất, để khắp mọi nơi. Nhưng mà ông đó là vi khuẩn trong đất. Vi khuẩn thì có thể là con vi khuẩn này nó sống trong đất. Trong đất là có sẵn thôi chứ. Ông không nói là nó chỉ sống trong đất. Tôi đề nghị là như vậy, là mình lấy cái con vi khuẩn đó, thay vì mình dùng những thuốc sát trùng thì xịt thuốc sát trùng á, mình xịt vi khuẩn đó, vi khuẩn. Nhưng mà tôi thích cái văn phòng của ông ấy là nó rất là bình dân, nó rất là gần gũi với quần chúng, là bởi vì nó rơi xuống đất sẽ có con vi khuẩn trong đất chộp sơi ngay. Nó dùng chữ sơi. Nó rất là gần gũi. Rất là thực tế. Tại vì đảng ta cái gì cũng sơi cả. Các đảng viên không có phải cả sơi lớn. Thưa quý vị, sơi nhiều mà đảng báo viên. Tuổi Trẻ online ngày 4 tháng 8. Chứ chúng tôi không phải tự đặt ra nha. Rồi chúng tôi hy vọng là sắp tới thì chúng tôi sẽ tìm được con vi khuẩn đó để mang về Mỹ. Cảm ơn quý vị. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình.
Thưa quý vị, đó là phần 2 của chương trình. Thì hôm nay chúng tôi xin phép, lần đầu thì chúng tôi hơi mất thì giờ chút xíu về cái chuyện văn hóa đó. Thì nhưng mà Hoàng Tú nghĩ đó là điều chúng ta cần phải nói nè. Bởi vì thưa quý vị, cái văn hóa chúng tôi không phân biệt nha. Nhưng mà quý vị sống ở trong nước đó, cho dù là có đại gia hay là dân thường gì đó, nhưng mà là ảnh hưởng cái văn hóa xã hội chủ nghĩa đó, nó cũng làm cho con người nó bị như vậy. Nếu như mà Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi chúng tôi không đi ra được đi ra nước ngoài, chúng tôi sống ở trong nước thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng như thế. Và chúng tôi đi ra nước ngoài cũng sẽ có những cái hành động mà nó như những quý vị đã gặp phải để mà cho người khác xem thường. Thì cho nên là chúng tôi phải lên tiếng như vậy. Bởi vì nói thêm một chút xíu nữa Hoàng Tuấn. Tại vì thực sự là những điều này rất là tế nhị. Ai cũng vậy thôi, trong anh em chúng tôi hay là quý vị đã theo dõi chương trình này mở hải ngoại thì cũng có những thân nhân ở trong nước ra để thăm, hoặc là ngay cả các bạn bè đến thăm vân vân, thì chuyện đó chuyện rất là bình thường. Nhưng mà có những cái điều chỉ là cái nhắc nhở là nhẹ nhẹ thôi, quý vị lưu ý và cẩn trọng cho. Thứ nhất là cũng giống như ở bây giờ tôi đọc trên Facebook đó, nhiều người dân Việt Nam người ta rất là phiền vì cái văn hóa ở miền Bắc đưa vào miền Nam. Anh thấy không? Giống như anh vừa nói đó, nó ra đường thì nói lớn tiếng, một chút xíu là chửi thề, chen dần dật thì không biết nhường ai, mà coi như là không bao giờ biết thông cảm với người khác, cái gì muốn làm lợi cho mình cả. Và cái ta khoe khoang, cái đó là ở miền Bắc đưa vào miền Nam đã bị dị ứng rồi, huống hồ mà bây giờ lại mang sang Mỹ nữa thì nó dị ứng double phải không anh? Mà để ý không, có yếu tố này nè, mày biết bố tao là ai không? Chứ người ta không nói mày biết ba tao là ai. Thì đúng rồi, Bắc mà. Người Bắc mới là bố. Chứ còn nếu miền Nam, mày biết ông già tao không mày? Đâu không có chuyện đó. Mày biết bố tao là ai không? Hay là bố mày nói cấm cãi nhé. Thì không, anh Hoàng Tuấn anh nói cái chuyện đó là nó xảy ra ở hải ngoại. Nhưng mà thực sự ra, người dân miền Nam á, người ta có rất dị ứng với những cái vụ đó từ miền Bắc đưa vào. Và chắc chắn những cái đó, xin lỗi quý vị, Nguyên Khôi cũng là người miền Bắc. Dĩ nhiên là chúng tôi là dân di cư, cha mẹ chúng tôi là dân di cư, chúng tôi không có liên lạc gì với gia đình với ông cộng sản cả, nhưng mà chúng tôi cũng vẫn là người Bắc, giọng tôi là vẫn giọng Bắc. Nhưng mà tại sao mà cũng là người Bắc mà vào năm 54 thì nó khác, thì người dân miền Nam người ta rất là vui vẻ, rất là chan hòa, không có để lại một cái gì mà ấn tượng xấu gì cả. Trong khi đó tại sao cho đến bây giờ nửa thế kỷ, gần nửa thế kỷ rồi, những người mà ở miền Bắc vào miền Nam nó vẫn đưa lại những cái ấn tượng rất là xấu, như vậy rất là tồi như vậy. Cho nên cái chuyện mà anh Hoàng Tuấn nói không phải chỉ là người trong nước đi ra hải ngoại, mà miền Bắc và miền Nam đã xảy ra những cái chuyện đó, xin quý vị lưu ý cho nha. Ok, mà cái đó là cái đó là xã hội chủ nghĩa, cái văn hóa của người miền Bắc á. Ngày xưa người ta nói là chẳng thơm cũng thể hoa lài, chẳng lịch cũng thể là người Tràng An. Nghĩa là người miền Bắc rất là lịch sự mà nổi tiếng rất, và người Hà Nội ngày xưa đó phong cách. Nhưng mà thưa quý vị, văn hóa cộng sản, văn hóa xã hội chủ nghĩa nó giết chết đi cái nền văn hóa thanh lịch của người miền Bắc, cho nên nó mới sinh ra như vậy. Rồi bây giờ cái chuyện về Covid á, thì chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị lúc nãy rồi, là cái ông đề nghị là không được phun thuốc nha. Nhưng mà đối với có một số các cán bộ đó, người ta cũng rất là bình tĩnh trong cái tình hình huống này. Người ta khuyên người dân không có nên hoảng hốt, mặc dù là có phong tỏa rồi khó khăn về vấn đề lương thực thực phẩm. Ở địa phương này thì nó là thứ yếu, qua địa phương khác nó không là thiết yếu, vân vân. Thì có những ông cán bộ rất là bình tĩnh, với một phong thái rất là bình tĩnh, là Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có báo cáo nhanh về việc 4 người tiếp xúc với cái này gọi là F0 phải không anh? Tức là người bị bệnh đó, trong khi đánh golf tại một khu du lịch ở Quy Nhơn, trong đó có giám đốc sở du lịch tỉnh. Tức là người dân dịch giám đốc sở, cục phó cục thuế tỉnh vẫn đi đánh góp và tiếp xúc với người bệnh, cuối cùng mang dịch về cho mọi người khác đó. Thì nhưng mà không biết là kết quả như thế nào, nhưng mà người ta bảo rằng là chị TTQ, nhân viên của sân góp, có kết quả xét nghiệm dương tính, và chị có tiếp xúc với 4 người tại sân góp này. Và trong đó thì bốn ông gồm có Nguyễn Văn Dũng, giám đốc sở du lịch tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Công Thành, cục phó cục thuế tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Hữu Lộc, kinh doanh khoáng sản Titan, và ông Lê Văn Thảo, công tác tại công ty Phú Tài. Thưa quý vị, rất là vui vẻ gì nhỉ, vào cái lúc này nhỉ,
Quý vị cứ nghĩ như bốn ông này đã lấy mẫu xét nghiệm và kết quả âm tính. Thưa quý vị, bốn này là âm tính là đúng rồi, bởi vì bốn này thuộc cái dạng âm hồn mà. Trong khi dân người ta khổ như thế, điêu đứng như thế, người ta ăn uống thì không có, bị phong tỏa, không có việc làm. Mình là cán bộ đi đến góp, không biết vui vẻ gì. Mới còn nghĩ ra cái đầu óc họ nghĩ sao? Quý vị thấy được cái suy nghĩ của người cán bộ. Lúc nào người ta không bảo là hy sinh cho dân cho nước, mà bây giờ cái việc như thế này mà người ta đi đến góp, mà người ta gần đó là, và lúc đó là tiếp xúc với người bệnh. Bây giờ chính quyền địa phương ở Bình Định thì bảo rằng là phải làm cho nó, nếu mà người nào vi phạm thì không có trường hợp ngoại lệ, sẽ phạt. Nhưng mà cuối cùng thì những người dân trong nước và những người gửi email thì người ta bảo là thế nào cũng có cái chuyện là sẽ kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc, chỉ có vậy thôi. Rồi bây giờ chúng tôi có bài báo trên Vietnamnet giải bài toán tử vong do Covid-19. Bài toán thứ nhất ưu tiên hàng đầu hiện nay đó là con số tử vong do dịch bệnh. Thì trong cái bài báo này người ta đưa ra những cái cách hay là những cái suy nghĩ để làm sao mà giải quyết vấn đề Covid như thế nào. Thì một đoạn trong bài báo có như sau: cơ sở dữ liệu tôi cần tối thiểu là những thông số sau ở mỗi tầng điều trị trong tháp 5 tầng của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng thấy ở Mỹ này nó điều trị nó rất là đơn giản, nó còn tầng 1 rồi. Làm sao kiếm được vaccine, kêu gọi mọi người cùng chích càng tốt, bây giờ nó giảm. Còn Việt Nam muốn trị đó phải có 5 tầng. Cái đây là một bài ý kiến của một bác sĩ. Tần suất tử vong tại nhà, tần suất tử vong trước khi bệnh viện hoặc cơ sở y tế, tần suất tử vong trong vòng 24 giờ sau khi nhập viện, thời gian trung bình từ lúc người bệnh hoặc các bệnh viện liên hệ đến lúc được chuyển đến nơi mong muốn, thì người ta giải quyết như thế nào? Trước hết là ách tắc cần phải giải quyết ngay. Nếu tần suất tử vong tại nhà cao, trách nhiệm sẽ thuộc về hệ thống chăm sóc y tế tại các phường quận là tầng 1. Mấy ngày nay có những bệnh nhân quen tôi là F0 gọi đến để xin tư vấn, khi hỏi thì tất cả đều trả lời như sau: là y tế địa phương cho về và không dặn dò kê toa hoặc cho thuốc gì, không hướng dẫn mua thuốc ở đâu, cũng không cho số điện thoại của ai để liên lạc, chỉ bảo khi cần thì cứ gọi 115. Thế quý vị làm sao? Nó là một cái sự lúng túng, một cái sự thiếu chuẩn bị rõ ràng ở đây. Tức bây giờ cái khổ của người dân bây giờ là bây giờ anh mà bị bệnh, anh không biết đi đâu và không ai dám nhận anh cả. Y tá bác sĩ người ta không được bảo vệ. Ở bên Mỹ này, thứ nhất là dù sao đi chăng nữa, không thể, một điều không thể phủ nhận được là cái tinh thần trách nhiệm của những người làm việc trong ngành y tế ở Mỹ nó cao hơn ở Việt Nam rất là nhiều. Quý vị bình thường nhé, không có Covid nha, quý vị vào một cái bệnh viện ở Việt Nam, bình quý vị vào vậy. Bệnh viện ở Mỹ, quý vị thấy nó khác xa nhau rồi, cái chuyện đó đã là bình thường rồi. Huống hồ bên này thì người ta, dù là trong cái hoàn cảnh rất là cấp bách, bất ngờ như cái vụ Covid nó mới xảy ra, người ta cũng cố gắng để tìm làm sao để bảo vệ cho cái người đầu tuyến đầu, đó là những người tuyến đầu đó, bảo vệ cho người ta, bác sĩ y tá được bảo vệ tối đa, để người ta cảm thấy tự tin khi mà tiếp xúc với bệnh nhân, mặc dù nơi không có người nhà bị bệnh. Và họ cho biết là cái kinh nghiệm là mà dù bác sĩ và y tá vẫn giữ khoảng cách rất là lớn, nhưng mà dù sao họ vẫn có cái đồ bảo hộ cho bảo vệ cho người ta, thì người ta với em tiếp xúc bệnh nhân. Bây giờ quý vị đặt trường hợp quý vị là nhân viên y tế phường, lương bao nhiêu, y tá lương bao nhiêu, không có bệnh viện phường, trạm xá phường, bây giờ tự nhiên có người bảo tôi bị covid đến anh em chữa không, mà lấy gì chữa? Xuyên tâm liên. Bởi vậy thưa quý vị, cái chuyện nó là như vậy, nó là cái sự bế tắc cả nước, rất là khổ. Bây giờ COVID đâu phải là chuyện dễ dàng, nó không có đơn giản. Bây giờ chúng ta không biết là quý vị ở trong nước giải quyết như thế nào. Mỹ họ cũng đã trải qua những giai đoạn như vậy, nhưng mà không ai nói là được, là tại vì nó bất ngờ nó đến, nào mình chưa có kinh nghiệm gì cả. Còn Việt Nam lúc mà Mỹ đang điều trị đó, xin lỗi quý vị, ông Nguyễn Xuân Phúc ông còn nói là cái cột đèn ở Mỹ mà nó biết đi thì nó cũng về Việt Nam, để mà nó trốn dịch. Thế mà bây giờ có thể như vậy, tôi nghĩ vừa tôi nói của nó, tôi chợt nghĩ có thể cái thời gian đó cột đèn Mỹ nó về Việt Nam nhiều quá, nó mang bệnh về. Nó như vậy mà nói được. Thưa quý vị, một người lãnh đạo đất nước mà nói như vậy thì bây giờ đến nước đang lãnh hậu quả đây này, cho người dân đang lãnh hậu quả này. Quý vị suy nghĩ lại đi, người lãnh đạo mà họ nói như vậy, họ có xứng đáng làm người lãnh đạo của quý vị không? Nếu mà họ không xứng đáng làm người lãnh đạo của quý vị thì phải lên tiếng. Đây là cơ hội để mà lên tiếng, phải nói. Xin lỗi quý vị, là chúng tôi không gọi là đổ chế độ, nhưng mà đây là những cái tên này, những cái tên nó không, trong bất cứ cái tình huống nào nó không thể xứng đáng để cho chúng ta gọi bằng cái chữ chủ tịch, thủ tướng hay là người lãnh đạo được. Thưa quý vị, nó không có đầu, nó có đầu mà nó không có óc,
mà nó có óc thì óc nó bằng bã đậu. Thì quý vị cũng biết rồi, cái giới lãnh đạo trong nước đó, người ta chả có lo gì cho dân cả. Có biết đâu lo. Thế bây giờ anh em bảo chứ, anh bà xã anh còn than phiền, ông chẳng có lo gì cho nhà cả. Thế như anh bảo tôi vẫn lo chuyện này chuyện kia, tôi vẫn biết chứ. Nhưng mà nếu mà gặp cái chồng mà nó chẳng sức khỏe, nó không sức khỏe, không biết gì cả. Nó không lo lắng gì cả. Tức là anh gọi nó là đảng và nhà nước đó, không có lo được cho dân thì cũng đừng có trách, cũng tội. Thứ nhất là người ta không có trách nhiệm. Chứ người ta không có kiến thức, người ta không hiểu biết gì cả. Không khả năng. Người ta chỉ biết là đấy, anh nói như vậy, anh nói như kiểu mà anh nói như lúc Mỹ nó bị như vậy, mà dám anh nói bị dịch như vậy. Nó chưa tới bệnh chưa mỉa mai. Mỉa mai. Cái đó là mỉa mai chê bai rõ ràng, nó mà đừng nói là cán bộ cấp dưới. Thủ tướng mà bây giờ làm chủ tịch nước. Nó kêu là bây giờ nếu mà cột đèn ở Mỹ mà nó biết đi thì nó cũng về Việt Nam để mà nó tránh dịch. Đấy, nói câu đó được thì bây giờ chắc nó về nhiều quá. Cho nên thưa quý vị đó, ngày lúc trước chúng ta thường nhắc chuyện là cái bà bảo rằng là con cán bộ mà làm cán bộ là hồng phúc của dân tộc. Thì thưa quý vị, bây giờ quý vị nghĩ với lãnh đạo mà như thế, nó là một cái đại họa cho dân tộc Việt Nam. Đó cái điều ai cũng thấy. Và bây giờ rõ ràng là cái chuyện mà Nam Bắc cho tới bị đất nước gọi là thống nhất nha, không có thống nhất quý vị. Tất cả những quyền lợi nó đổ dồn về miền Bắc và nó vẫn ép người miền Nam. Vì quý vị thấy rõ ràng là cái cuộc chiến 30 tháng 4 khi kết thúc đó là cộng miền Bắc xâm lược miền Nam rõ ràng. Cho nên bây giờ chúng tôi nghĩ việc này cũng để cho những người miền Nam mở mắt ra. Những người nào mà vẫn tin rằng là ô người Cộng sản miền Bắc Việt, người ta đã có cái công thống nhất đất nước, người ta làm công này công kia thì quý vị trả công gì cả. Con đi ăn cướp thôi. Đi ăn cướp thôi. Dạ, vâng. Chính lúc này để cho những người thuộc mặt trận giải phóng miền Nam, người ta đã sáng mắt, người ta trợn mắt ra rồi. Những người sau này vẫn còn tin là Cộng sản Bắc Việt có công thống nhất đất nước và đưa đất nước tiến lên, thì lúc này để cho quý vị có một bài học nha. Và để tiếp tục cho cái ý tưởng nó, mặc dù hết giờ rồi, tôi xin phép quý vị thêm một phút nữa để ý tưởng của anh Hoàng Tuấn, Nguyên Khôn nói thêm. Là người ta hay nói đến cái chữ đại đoàn kết dân tộc. Hiểu không? Thì đó, thưa quý vị, làm sao mà có cái đại đoàn kết dân tộc được khi mà có một cái sự tranh lệch đến ngày hôm nay nửa thế kỷ sau rồi. Họ chiếm được cái miền Nam nửa thế kỷ sau rồi. Họ vẫn ngồi trên, họ vẫn ăn trước, họ vẫn hưởng thụ tất cả những quyền lợi. Họ vẫn là những người mà ở trên chóp bu. Còn những người còn lại, những người bây giờ quý vị thấy những người mà bây giờ đang là khổ sở. Là người dân thôi. Là người dân thôi. Thì thưa quý vị, như vậy mà bảo là đại đoàn kết thì làm sao mà đại đoàn kết được. Muốn đoàn kết trước tiên là phải có sự bình đẳng. Bình đẳng gì? Bình đẳng về quyền lợi và trách nhiệm. Và ngay cả những người trong đảng và những người ngoài đảng cũng được bình đẳng, có quyền lợi như nhau. Trên hiến pháp, trên nguyên tắc trong hiến pháp cũng nói là mọi người được bình đẳng như nhau mà, đâu có phân biệt là đảng viên hay không đảng viên đâu. Cho đến khi nào có được cái sự bình đẳng đó thì làm ơn nói được sự đại đoàn kết, còn nếu không thì đừng nói. Thúi lắm. Cảm ơn Nguyên Khôi. Cảm ơn quý vị, và chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình lần sau.